Tại sao viêm phần phụ lại dẫn đến uh, tiểu buốt và tiểu rác? và nguyên nhân viêm phần phụ là gì? Viêm phần phụ hay còn gọi là viêm nhiễm uh, phụ khoa đó. Dạ. Thì cái nguyên nhân đầu tiên mà dễ nhất nhưng ít ai chú ý nhất đấy là nhất mà thường xảy ra là ở phụ nữ công chức. Tức là mình ngồi có một tư thế thôi, đó, mình ngồi suốt ngày từ sáng đến tối thì không thể ngồi mở rộng chân ra được, phải ngồi khép chân lại như thế sẽ làm cho cái tư thế ngồi yên một chỗ máu huyết đã không lưu thông được nhưng đặc biệt là em bé của mình không thoáng được không khô không sạch được đấy đấy là một cái môi trường để cho cái viêm nhiễm cái thứ hai nữa là gì cái vệ sinh kinh nguyệt thí dụ như đây mình nóng quá rồi nhất là những chị em ở nông thôn đã không có điều kiện thay rửa 3, 4, 5 lần mỗi ngày đó Thì cái môi trường của cái kinh nguyệt đấy Cũng là cái môi trường làm cho dễ mình dễ bị viêm nhiễm phụ khoa Cái thứ ba nữa là gì? Như nãy Hà có nói Tức là cái thời gian hậu sản đó Của mấy bà mẹ Đấy mà cái thời gian nằm mổ càng lâu thì cái viêm nhiễm cái tỷ lệ viêm nhiễm càng gia tăng vì cái thói quen cái phong tục của người Việt Nam là nằm ổ là không có được đụng đậy gì đến các cái việc làm. Không có được vệ sinh, không có được tắm rửa và cái người ta gọi là máu hậu sản đó nó ra nó là môi trường nhiễm trùng là rất là dễ bị viêm nhiễm. Vậy thì viêm phụ nó thể, nó thể hiện qua hình thái nào và hình thái nó biểu hiện như thế nào? Là viêm cấp và viêm mãn uh, tính viêm cấp mà đã gọi là cấp tức là nó sẽ rất là nặng nề anh sẽ có sốt cao có khi rét run nhưng đặc biệt là anh có cái đau bụng còn nếu cái viêm phụ khoa mà là mãn tính thì là lúc sốt lúc nóng lúc không lúc đau lúc không có khi bình thường đấy rồi sau cứ hai ba ngày lại bị lại hai ba ngày lại đau lại hai ba ngày lại ấn ấn lạnh lạnh đấy đó. thì những cái đó cũng phải nên đi khám để cho ra bệnh